Tin giáo xứ Bình Hòa mừng lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, bổn mạng giáo xứ Bình Hòa. Sau 2 ngày tĩnh tâm chuẩn bị mừng đại lễ, ngày 15 tháng 8 năm 2018, hiệp cùng toàn thể giáo hội, giáo xứ Bình Hòa đã long trọng mừng kính lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Vào lúc 17 giờ, cộng đoàn giáo xứ có những giây phút hồi tâm và lãnh nhận bí tích hòa giải. Đến 17 giờ 30, cha sở Phaolô cùng cộng đoàn dâng lên Mẹ những tràng chuỗi mân côi trên đường rước kiệu trọng thể Đức Mẹ hồn xác lên trời xung quanh nhà thờ. Sau khi cung nghinh tượng Đức Mẹ hồn xác lên trời lên cung thánh, thánh lễ được bắt đầu. Thánh lễ do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận Phúc Cường chủ tế. Đồng tế với Đức cha có cha sở Phaolô Phạm Quốc Túy và quý cha. Trước khi kết thúc thánh lễ, vị đại diện tri ân Đức cha Giuse và dâng lên ngài bó hoa tươi, thể hiện lòng yêu mến của toàn thể cộng đoàn. Trong dịp này, vị đại diện cũng không quên cảm ơn cha sở Phaolô, tuy tuổi đã cao, nhưng cha vẫn luôn đồng hành và dìu dắt giáo xứ ngày một thăng tiến. Vị đại diện cũng cảm ơn quý cha đồng tế vì tình thương đã đến hiệp dân thánh lễ cùng cầu nguyện cho giáo xứ trong ngày bổn mạng. Đặc biệt, vị đại diện cảm ơn đến cha Giuse Nguyễn Minh Thiên đã hướng dẫn cộng đoàn giáo xứ trong 2 ngày tĩnh tâm vừa qua. Thánh lễ kết thúc lúc 19:30, sau đó Đức cha, quý cha và mọi người cùng chung vui với nhau trong bữa tiệc nhỏ tại hội trường giáo xứ.